Anten hoạt động như thế nào Anten là thiết bị được thiết kế để phát và nhận sóng điện từ một cách hiệu quả do đó có thể được sử dụng để truyền thông tin không dây giữa các thiết bị tuy nhiên chúng cũng được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm radar khí tượng học thiên văn vô tuyến định vị địa lý và tái tạo bề mặt nói một cách đơn giản nếu chúng ta phân tích một anten đóng vai trò là bộ phát một lượng điện tích nhất định sẽ di chuyển qua nó, tạo ra một trường điện tử sẽ mở rộng theo nhiều hướng. Còn nếu anten đóng vai trò là bộ thu, thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi trường điện tử đó và tạo ra dòng điện xoay chiều. Dòng điện này sẽ có tần số tương tự như tần số của trường điện tử. Kết quả là dòng điện ban đầu trong anten phát đã được truyền tới anten thu. Nhưng vẫn còn nhiều điều thú vị hơn thế về anten mà có thể bạn chưa biết. Vì vậy, trong video này chúng ta sẽ xem anten hoạt động như thế nào nguyên tắc vật lý của nó là gì đặc điểm chính và các loại khác nhau hiện có để hiểu cách thức hoạt động của anten trước tiên chúng ta phải hiểu ít nhất hai nguyên tắc vật lý và một số khái niệm quan trọng định luật đầu tiên là định luật ampere cho chúng ta thông tin về một điện tích di chuyển qua một dây dẫn đó là dòng điện nó tạo ra một từ trường cũng có thể được biểu diễn dưới dạng từ thông các đường tạo thành một mạch kín và có hướng cụ thể. Nếu đã xem series phim về vật lý của kênh tri thức nhân loại, thì bạn sẽ biết rằng chúng ta có thể xác định chiều của dòng điện và đường sức tử bằng cách sử dụng quy tắc bàn tay phải, với ngón tay cái chỉ theo hướng của dòng điện và các ngón còn lại chỉ hướng của từ thông. Nguyên tắc vật lý thứ hai là định luật Faraday Lens, cho chúng ta biết rằng khi một dây dẫn có từ thông, nếu từ thông thay đổi theo thời gian, một lực điện động hoặc điện áp sẽ được tạo ra trong dây dẫn hướng của nó sẽ phụ thuộc vào từ trường tạo ra nó hãy xem một ví dụ về cách áp dụng những nguyên tắc này trong hoạt động của một cặp anten là một sợi dây điện thẳng đơn giản một trong các anten là bộ phát và cái còn lại là bộ thu bằng cách cung cấp dòng điện một chiều cho anten phát theo định luật ampere điều này sẽ tạo ra một từ trường hình trụ lớn dần ban đầu nhưng sau đó sẽ trở nên ổn định nếu chúng ta lặp lại quá trình này, nhưng với anten 2 ở khoảng cách ngắn hơn, khi từ trường tăng lên, một điện áp sẽ được tạo ra trong anten, nhưng sau đó sẽ biến mất khi từ trường ổn định. Hiệu ứng này rất thú vị nhưng không hữu ích lắm. Bởi vì về cơ bản, chúng ta chỉ có thể gửi một tín hiệu duy nhất và không có gì khác. Tuy nhiên, kết quả sẽ hoàn toàn khác nếu chúng ta chuyển từ dòng điện một chiều sang dòng điện xoay chiều. Hay nói cách khác, nếu chúng ta liên tục thay đổi hướng dòng điện đi qua anten phát. Trong cấu hình này, từ trường sẽ tiếp tục mở rộng theo hình trụ. Khi nhìn vào các đường sức tử, chúng ta sẽ nhận thấy hướng của nó sẽ đảo ngược chiều cùng với tần số của dòng điện thay đổi cực tính do anten thu sẽ luôn bị ảnh hưởng bởi từ thông thay đổi. Vì vậy, lần này, điện áp sẽ không biến mất sau một thời gian, nhưng dấu của nó sẽ thay đổi liên tục cùng tần số khi hướng của từ thông thay đổi điều này có nghĩa là anten thu cũng sẽ tạo ra dòng điện xoay chiều theo cách này nếu chúng ta phân tích một đoạn dây dẫn trong không gian từ trường thay đổi sẽ tạo ra dòng điện trong đó các điện tích sẽ tích tụ luôn phiên ở mỗi đầu tạo ra sự khác biệt điện thế giữa chúng tương ứng với điện trường của nó khi chúng ta có từ trường thay đổi vì từ trường có thể được mô tả bằng các các đường sức từ có hướng nhất định và điện trường có thể được mô tả bằng một vector theo hướng của hiệu điện thế. Chúng ta có thể phân tích xem chúng thay đổi như thế nào theo thời gian tại một điểm trong không gian, mà nhờ đó chúng ta sẽ thu được hai vector dao động liên tục vuông góc với nhau. Chúng ta thậm chí có thể tiến thêm một bước nữa và lập biểu đồ đường đi của cả hai vector. Bằng cách này, hai sóng hình sin vuông góc sẽ được tạo ra, được gọi chung là sóng điện tử. Và giống như tất cả các sóng, chúng sẽ được mô tả chủ yếu bằng ba thông số liên quan. Đầu tiên là tần số của sóng điện tử. Nó phụ thuộc chủ yếu vào tần số của dòng điện tạo ra từ trường trong anten phát. Thứ hai, tốc độ lan truyền của sóng điện tử. Trong trường hợp cụ thể là nó chuyển động trong chân không bằng tốc độ ánh sáng sấp xỉ 300.000 km trên giây. Và thứ ba là bước sóng. Nó biểu thị quãng đường sóng truyền đi khi nó thực hiện hoàn tất một dao động. Có vẻ như chúng ta đang rời xa chủ đề chính là anten. Nhưng sự thật là việc hiểu những khái niệm này là vô cùng quan trọng, bởi vì đặc điểm của những sóng này liên quan trực tiếp đến cách mà anten được thiết kế. Đặc biệt, có liên quan trong các anten thu, vì kích thước của chúng có thể thay đổi tùy theo bước sóng nhất định để tối ưu hóa hiệu quả của chúng trong các giải tần nhất định của phổ điện tử. Cần lưu ý rằng, cả phần phát và phần thu đều có cấu trúc giống nhau. Tất cả các anten đều có khả năng thực hiện hai chức năng này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sử dụng hai anten giống nhau là lựa chọn tốt nhất. Bạn sẽ hiểu được lý do tại sao trong chốc lát. Ví dụ, nếu chúng ta muốn một anten có khả năng phát và nhận tín hiệu theo mọi hướng, chúng ta có thể sử dụng anten đơn cực, là những anten điển hình chủ yếu bao gồm một hình trụ kim loại. Hoặc một anten lưỡng cực bao gồm hai dây dẫn, được bố trí đối xứng, tạo thành một đường thẳng. Trong những trường hợp này, khi được sử dụng làm bộ phát, trường điện từ bức xạ sẽ có hình dạng tương tự như một chiếc bánh donut, hoặc nói theo ngôn ngữ kỹ thuật là một hình xuyến. Trực quan hóa sẽ giúp chúng ta hiểu nhanh về vị trí tốt nhất để đặt anten thu sóng nằm ở dài ngoài cùng hoặc cách xa anten. Mặc dù cần lưu ý rằng, khi tìm kiếm các đặc điểm của anten, thông thường là tìm thấy cùng một thông tin ở dạng hai mẫu bức xạ được tạo ra theo biến góc của nó góc cao và góc phương vị nó liên quan đến cái được gọi là tọa độ cực một cách mô tả vector trong không gian ba chiều bằng ba tham số một cái gì đó đặc biệt hữu ích để mô tả các hình dạng mở rộng từ một điểm trung tâm như anten tham số đầu tiên là khoảng cách r tính từ điểm trung tâm tham số thứ hai là độ cao biểu thị góc giữa trục thẳng đứng và vector và tham số thứ ba là phương vị, dùng để chỉ góc giữa hình chiếu của vector trong mặt phẳng ngang và trục ngang. Vì vậy, kiểu bức xạ liên quan đến góc cao là cái chúng ta sẽ thấy khi chặn các cạnh của hình xuyến bằng một mặt phẳng thẳng đứng đi qua tâm. Trong khi kiểu bức xạ liên quan đến góc phương vị là những gì chúng ta sẽ thấy khi chặn các cạnh của hình xuyến bằng một mặt phẳng nằm ngang đi qua tâm. Mặc dù tôi đã đề cập rằng mẫu này tương ứng với trường điện tử do Anten tạo ra. Chúng ta vẫn chưa thảo luận chính xác chu vi của các mẫu này thể hiện điều gì. Tất nhiên, chúng ta biết rằng càng xa trung tâm, cường độ tín hiệu do anten phát ra theo hướng đó càng lớn, nhưng chúng ta chưa đưa ra thang đó và do đó sẽ không có điểm so sánh đối với các anten có cùng kiểu bức xạ. Đơn vị được sử dụng cho loại mẫu này là độ khuếch đại, được đo bằng decibel đẳng hướng. Cái này có thể hơi khó hiểu, nhưng hãy chờ một chút. Decibo đẳng hướng là một đơn vị không thứ nguyên được tính bằng sự phân chia giữa mật độ công suất của anten ở một khoảng cách nhất định và hướng và mật độ công suất có thể đạt được bằng cách sử dụng bộ bức xạ đẳng hướng với cả hai anten bức xạ tại tổng công suất như nhau trong trường hợp này bộ bức xạ đẳng hướng chỉ đơn giản là một anten tham chiếu lý thuyết phát ra sóng điện từ với cường độ bằng nhau theo mọi hướng có thể do đó nếu chúng ta hình dung Mật độ công suất của cả hai anten, khi công suất của anten được phân tích của chúng ta cao hơn mật độ của anten đẳng hướng, chúng ta sẽ có decibel đẳng hướng dương. Và khi nó thấp hơn, chúng ta sẽ có decibel đẳng hướng âm. Một trong những lý do tại sao các đặc tính của anten được thể hiện theo cách này là thông tin được trình bày sẽ vẫn đúng ngay cả khi công suất cung cấp cho anten thay đổi. Nếu biểu đồ được tạo dựa trên một lũy thừa cụ thể thì nó sẽ có giá trị đối với lũy thừa đơn lẻ đó và điều này sẽ không hữu ích lắm và có thể gây nhầm lẫn. Tại thời điểm này, chúng ta đã nói đủ về anten từ quan điểm vật lý. Bây giờ, chúng ta sẽ tập trung vào chức năng của chúng bằng cách phân tích một số loại anten phổ biến nhất hiện có. Anten đơn cực và lưỡng cực, như đã đề cập trước đây, có dạng bức xạ đa hướng. Do đó, loại anten này được sử dụng làm bộ phát khi bạn muốn truyền tín hiệu đến nhiều máy thu hoặc khi không xác định được vị trí của máy thu. Và do đó, bạn muốn bao phủ càng nhiều không gian càng tốt. Mặt khác, chúng cũng hữu ích khi không xác định được vị trí của anten phát. Ưu điểm chính của chúng là dễ thi công và chi phí thấp. Chúng được sử dụng trong các thiết bị rất đơn giản, không yêu cầu độ lợi rất cao như anten TV, anten radio, điện thoại di động cũ, anten ô tô, modem, bộ định tuyến, máy bộ đàm, vân vân. Mặc dù không còn phổ biến nữa, nhưng có thể bạn đã từng nhìn thấy anten yagi uda ở một thời điểm nào đó chúng bao gồm một dãy anten lưỡng cực được đặt song song với nhau trong một mặt phẳng nằm ngang tất cả các anten lưỡng cực này thường có cùng chiều dài ngoại trừ một hoặc nhiều anten ở phía sau dài hơn một chút và được gọi là bộ phản xả trong anten này một lưỡng cực duy nhất được cấp dòng điện đó là cái gần nhất với các bộ phản xả trong khi phần còn lại của chúng khuếch đại và định hướng bức xả Điều đó có nghĩa là chúng ta có một anten định hướng có dạng bức xạ giống như thế này. Tiếp tục với anten định hướng, chúng ta còn có anten horn hoạt động tương tự như loa phóng thanh. Bên trong nó, chúng ta sẽ tìm thấy một anten đơn cực hoặc lưỡng cực giống như những cái chúng ta đã thấy trước đây. Nhưng điều làm cho chúng khác biệt là sự tích hợp của ống dẫn sóng cung cấp khả năng định hướng cho bức xạ, đồng thời mang lại độ khuếch đại cao cho anten. Ngoài ra, anten horn còn có ưu điểm là phát ra bức xạ trên giải tần số rộng. Nói cách khác, chúng có băng thông rộng. Do đó, chúng thường được sử dụng trong các ứng dụng như radar để kiểm soát tốc độ, vận hành cửa và cổng. Một loại định hướng khác là anten patch, về cơ bản bao gồm một dây dẫn hình chữ nhật cho dòng điện chạy qua. Nói chung, dây dẫn này là một tấm hình vuông có chiều dài bằng nửa bước sóng của tín hiệu mà nó được cung cấp là anten định hướng có độ rộng bức xạ tương đối lớn dựa trên cấu trúc vật lý của nó. Ưu điểm lớn của nó là dễ dàng thực hiện trong các mạch in với chi phí thấp, thường được sử dụng trong điện thoại di động và máy tính sách tay. Cuối cùng, chúng ta có anten parabol. Chúng bao gồm một bề mặt hình parabol được gọi là đĩa và ống dẫn sóng, thường là một anten dạng horn được đặt ở tiêu điểm của parabol và hướng trực tiếp lên bề mặt. Khi được sử dụng làm máy phát, ống dẫn sóng sẽ giải phóng tín hiệu bật ra khỏi đĩa và truyền vào không gian khi được sử dụng làm máy thu tín hiệu đầu tiên sẽ bật ra khỏi đĩa rồi đi vào ống dẫn sóng do đặc tính hình học của parabol tín hiệu thoát ra theo đường thẳng song song với đĩa có độ định hướng rất cao hiện tại đây là anten có mức khuyết đại cao nhất và độ rộng bức xạ thấp nhất tập trung bức xạ ở một góc rất nhỏ và được sử dụng ở tần số rất cao mà các anten khác sẽ không hiệu quả chúng có các ứng dụng đa dạng như điện thoại truyền và thu sóng vô tuyến internet không dây liên lạc vệ tinh và kính thiên văn vô tuyến cùng nhiều ứng dụng khác cuối cùng mặc dù mỗi anten mà chúng ta đã thấy đều có những đặc điểm nhất định giúp chúng hữu ích cho các tình huống khác nhau điều quan trọng là phải đề cập đến những hạn chế của chúng về hiệu suất công suất đầu vào dưới dạng dòng điện sẽ luôn lớn hơn công suất đầu ra dưới dạng sóng điện tử bởi vì giống như toàn bộ hệ thống điện vật liệu sẽ gây ra tổn thất một phần năng lượng dưới dạng nhiệt một hạn chế khác mà chúng ta có thể nhận thấy nếu tập trung vào chức năng của chúng là tất cả các kiểu bức xạ mà chúng ta thấy đều được tạo ra khi xét đến việc sóng điện tử sẽ lan truyền trong không gian tự do nghĩa là không có chướng ngại vật có thể hấp thụ phản xạ hoặc làm chệch hướng tín hiệu thật không may giả định này khác xa thực tế nơi có tất cả các loại vật thể có thể ảnh hưởng đến việc truyền tín hiệu. Trên thực tế, trong các mạng 5G tần số cao hoạt động trong khoảng từ 25 đến 39 GHz, hiệu ứng này mạnh đến mức ngay cả một cái cây đơn giản đứng giữa hai anten cách nhau 100 mét cũng có thể làm suy giảm tín hiệu và ngăn cản sự liên lạc giữa chúng. Hy vọng các bạn thích video này. Hãy nhớ like và subscribe để động viên chủ kênh làm thêm nhiều video hay hơn nhé hẹn gặp lại bạn trong các video đang xuất hiện trên màn hình